Tin tức đấu giá biển số xe ô tô. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khi trải qua hàng loạt các phiên đấu giá biển số khác nhau, ngoài các biển số ngũ quý, tứ quý, sảnh tiến siêu khủng, có các mức giá từ vài tỷ cho đến hàng chục tỷ đồng, thì cũng có rất nhiều biển số không nhận được bất kỳ lượt trả giá nào. Tuy nhiên, các biển số được cho là rất xấu, bởi chứa các con số 49-53, lại nhận được rất nhiều lượt trả giá khác nhau. Điển hình như, biển 30L-1-49-53 được trả giá 40 triệu đồng trong phiên đấu giá biển số ngày 3 tháng 1 năm 2024. Biển số 30L-0-49-53 được trả giá 45 triệu đồng trong phiên đấu giá biển số ngày 13 tháng 1 năm 2024. Biển số 99A-7-49-53 được trả giá 40 triệu đồng trong phiên đấu giá biển số ngày 16 tháng 1 năm 2024. Và mới đây nhất là biển 30M-0-49-53 được trả giá lên đến 85 triệu đồng trong phiên đấu giá biển số ngày 17 tháng 10 năm 2024. Những người trúng đấu giá các biển số này phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe.